Chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình Bình Thường Nhưng Không Tầm Thường. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một khách mời đúng theo tính chất của chương trình, tức là rất là bình thường, nhưng anh lại làm được những điều không hề tầm thường chút xíu nào. Đó là anh đem lại cả niềm vui, đem lại cả đồ ăn thức uống cho rất là nhiều người trong cái mùa corona vừa qua. Thì đây, khách mời của chúng ta, Lâm, hay còn gọi là Lâm Ống Hút. Ok, thì nếu mà bạn nào mà coi trên TikTok thì chắc cũng biết Lâm rồi, nhưng mà ở trên YouTube này thì chắc chưa nhiều người biết bằng, cho nên đó là lý do tôi đem Lâm lên trên cái chương trình này. Chào em. Dạ, chào anh Như Leo. Em giới thiệu gì về em thêm cho mọi người biết đi, tại anh giới thiệu như đó cho nó ngắn để cho em còn có đất diễn đó mà. Dạ, chào chào quý vị khán giả của Giam Lai ha. Lâm là Lâm Ống Hút. Không phải Giam Lai. Dạ. Không phải của Giam Lai thôi mà là của kênh Dưa Leo, rồi của Giam Lai, của tất cả luôn. Dạ. Okay. Thì thôi chào chung chung là chào quý vị khán giả nha. Chắc mọi người cũng biết rồi, tôi là Lâm Ống Hút, tên thiệt là Phạm Tùng Lâm. Nói. Dạ. Nói gì nữa? Tôi sao? Kêu giới thiệu. Đáng khổ quá. Không sao. Kêu giới thiệu thêm vậy. Cái tầm tường không tầm tường, không sao. Đó cũng là mục đích của ngày hôm nay. Tại vì nhiều khi kêu mà người ta giới thiệu về những gì người ta làm, người ta cũng không có biết. Dạ. Tại vì thường á, mình nhìn từ góc độ của mình thấy nhiều khi chuyện mình làm đâu có gì to tát đâu. Đúng rồi. Nhưng mà nếu không có to tát thì không có lên chương trình này đâu em. Chương trình này chỉ đưa những người to tát rồi thôi. Những người bình thường nhưng mà lại làm được những điều phi thường á. Dạ. Bộ không tầm thường vậy thôi. Tại vì anh có đọc trên báo gì đó thì anh coi thấy cái mùa vừa qua, mùa corona vừa qua đó, em làm được rất là nhiều điều. Tức là đem tới đồ ăn rồi phát thức uống cho rất là nhiều người ở ngoài đường, những người mà không có nhà cửa cơ nhở gì đó. Dạ. Thì tại sao em lại quyết định làm cái điều đó? Tại vì em thấy nhà nước mình á, em thấy mấy anh ở trên á kêu thôi bà ơi, ai ở đâu ở nhà đó đi. Cái em cũng có thử ở nhà vài ngày mà chán anh, cái chân em chân đi ở nhà quay quay lại không còn có ai, còn có con chó mà chơi nó riết nó. Em đi ra ngoài đường người ta bắt em sao chứ. Lúc luôn. Đó tao bắt ở nhà mà. Cũng liều, cũng đi thử coi thôi, còn lỡ bị bắt thì đi về. Nhưng mà vấn đề quan trọng là em không muốn ở yên một chỗ, tại vì có rất là nhiều người họ không có một chỗ để ở giống như mình. Cho nên em đi tìm họ, đi gặp họ để chia sẻ với họ. Chia sẻ cái gì? Em chia sẻ cái mà em luôn tự tin là em luôn có sẵn, đó là cái tinh thần lạc quan, là cái kiểu như hài hước. Em đang học theo anh á để xài hước chút xíu cho họ. Nhưng mà người ta đang đói, em tới em chia sẻ hài hước người ta quýnh đó. Thì cái hài hước là cái bước đầu thôi, cho người ta vui cái đã vui, cái ăn cái gì cũng được, đúng không? Cái đó quan trọng. Đúng rồi, cái tinh thần mà vui á, mình dù mình tặng một ổ bánh mì mà nó không còn nóng nữa, nhưng người ta cũng vứt rồi, vì người ta vui mà, cái người ta ăn nó thoải mái hơn. Tức là em tặng đồ ăn kèm theo sự vui vẻ. Dạ đúng. Tinh thần lạc quan, tại vì anh thấy đó, dịch mà ai cũng có một cái tâm trạng nó không được vui cho lắm, không biết chuyện nào hết, dịch không biết hôm nay bao nhiêu ca. Thì hay gì mình nghĩ với những cái điều tiêu cực đó, cái mình làm tâm trạng của mình nó tệ xuống, thì em cố gắng đem một chút hề hước của em cho họ để họ vui hơn. Biết sao em nói em hề hước không thôi. Khán giả người ta coi người ta nói cái gì vậy này, sao nãy giờ nói gì đâu không tự nhiên ở nhà, ta kêu ở nhà, nhà nước kêu ở nhà nó chịu để đi ra ngoài đường đem hề hước. Công an bắt chết không có. Phải nói lại cho các bạn rõ ràng là thằng Lâm á là bạn đi ra ngoài đường, bạn phát đồ ăn cho những người mà người ta không có nhà cửa, người ta không có đồ ăn ở ngoài đó, hiểu không? Còn chuyện là hề hước bạn đem thêm cái tinh thần đó. Nói vậy cho nó rõ, hiểu không? Dạ. Tức là mình hài hước là một chuyện, nhưng mà giờ ở trong này em không cần phải diễn, hiểu không? Có những lúc á mình không cần phải diễn gì cho nó ghê đâu, mình chỉ cần là ok mình làm gì mình nói cái đó thôi. Xong rồi sau đó hãy nói thêm những cái khác. Ok. Thì anh có đọc lum la hết, anh đọc là một chuyện, nhưng mà anh muốn mọi người ở đây biết ngoại trừ cái chuyện là em muốn đem cái hài hước cho mọi người. Nhưng mà tại sao em lại quyết định ở nhà không ở nhà mà chạy ra ngoài đường tặng quà cho đồ ăn cho các cô các chú rồi các bạn mà lang thang, để hôm nay được gặp anh và được anh nghe anh hỏi câu này. Tại vì anh hãy tưởng tượng nếu như khoảng thời gian vừa qua và em cũng ở nhà trong cái vùng an toàn mà em tự nghĩ là nó an toàn rồi, em ở đó thì em cũng giống như biết bao nhiêu người mà họ trốn trong cái vùng an toàn đó, thì hôm nay em đâu được gặp đây để nói chuyện với anh, được chia sẻ lại chương trình về cái lý do tại sao mà em lại khác người ta. Em thích khác người ta mà. Chỉ có muốn khác người mới chạy ra ngoài đường thôi hả? Đó là cái nền tảng đầu tiên đó. Mình phải nghĩ là mình phải làm sao để khác trước đã. Rồi khi mà mình đã khác được rồi đó, lúc này mình phải nghĩ là nó phải là có cái gì đó nó tích cực. Chứ mình khác người ta, em lao qua đường, em đụng người ta ăn cái, em quánh người ta ăn cái, đó cũng là khác. Nhưng mà khác cái đó thì ai cũng hiểu là nó đâu có tốt gì đâu. Em này là em bị nó nói vòng vòng quá. Ý là anh nói, tại vì anh có đọc ở trong đó đó. Nói về chuyện em với lại ông của em. Ý anh muốn nói có phải là chuyện đó là cái động lực chính không? Em kể chuyện đi cho mọi người biết. Tại vì em hiểu là cái chương trình này á,
tức là một chương trình mà mới anh đưa ra để cho nhiều người biết được những người bình thường nhưng không tầm thường. Thì bây giờ người ta đang ngồi, người ta coi ở trên cái phone của người ta, nãy giờ người ta nói ok này, nãy giờ tôi thấy nó bình thường rồi đó, nhưng mà nó không tầm thường ở chỗ nào, sao nãy giờ nói lung tung quá trời vậy, thì em phải giải thích cho người ta biết, hiểu không? Tại sao em đi ra ngoài đường, em đúng là anh biết là chuyện là tích cực hay là ngoài dùng anh tặng vậy rồi, nhưng mà cái cơ duyên nào mà chuyển đi ra ngoài đường mà để đưa tặng quà cho người ta, thì anh ấy có chuyện gì vậy? Ông của em gì đi đó, em nói cái đó đi. Dạ đúng rồi, vài ngày trước dịch thôi thì ông nội của em đi lạc, ông nội đi lạc đó 4-5 ngày ở Sài Gòn á, thì trong khoảng thời gian ông đi lạc thì không có nơi để mà nghỉ ngơi ăn uống này nọ, cái em đi tìm ông, em xách xe chạy đi tìm ông. Thì trong lúc mà em đi tìm ông á, em chưa tìm được ông, nhưng mà vô tình em lại gặp được những người mà có thể họ là ông, là bà, là cha, là mẹ của những người khác, có thể ở một nơi nào đó người thân đang cũng đang đi tìm họ. Sau khi tìm được ông rồi em rất là vui, là vì khoảng thời gian đó ông được người dân ở Sài Gòn, người ta cho ông ăn uống, cho ông chỗ nghỉ ngơi, có khi thì cho ông thêm một ít tiền để dành túi nữa. Cái khi mà tìm được ông rồi em quyết định chạy xe ngoài đường vì hai lý do. Một á là để cảm ơn lại những người dân xã hội, những người dân đó, những người mà đã từng cưu mang cho ông nội của em, nó như cái cách mà em trả lại cái ân nghĩa cho Sài Gòn mình vậy. Với cái nữa là em mong là qua những cái thước phim mà em quay được, qua những cái clip mà nó hơi thô sơ, mộc mạc mà em quay được, biết đâu em vô tình em lại quay được một ông cụ, bà cụ nào đó mà họ là người thân của người khác, họ đang trên đường đi tìm thì sao? Cái dần dần em cảm thấy là em đi như vậy, em bản thân em thấy rất là vui. Và những người gặp em, họ nhận được thêm cái bánh, thêm cái hộp khẩu trang, cái họ cũng vui. Vì hai cái niềm vui đó em duy trì hoài luôn suốt hết những 10 ngày dịch đó ra. Để lúc mình làm đó có gì khó khăn không? Dạ có, khó nhiều chứ. Như ngay từ ban đầu là lo sợ, mình đi ra ngoài như thế này sợ trái với cái quy định của máy ảnh, máy ảnh bắt mình sao, sợ cái nghiêm trọng hơn nữa là mình dương tính thì sao. Đúng rồi, mình mong muốn là điều tốt, mình đi mình giúp người này giúp người nọ, nhưng mà chưa giúp được ai cái mình lại lây cho người ta hay sao. Đúng nên rồi. Khoảng thời gian đầu cứ 2 ngày là em phải tự chọt mũi một lần. Có những lúc em nghe nói là đâu chọt cái này tỷ lệ phần trăm nó đúng mà cũng chưa phải 100% đâu, cái em chọt luôn hai bên hai que luôn, chọt hai cái lỗ mũi luôn, đúng nghĩa luôn. Hay là em bị ghiền nữa. cũng có lúc ghiền cái cảm giác đó luôn anh, ghiền bị chọn quá. Dạ mà Hà tự chọn chứ ai chọn em quýu lắm. Rồi ngoài cái đó là còn gì nữa, khó khăn gì nữa? Ban đầu thì em cũng có một ít tiền để dành thì em đi em kiểu nghĩ là mình tặng vài mua vài hộp khẩu trang để tặng cho bà con. Nhưng mà ra ngoài rồi em thấy có những con người á, có những người họ cái vấn đề của họ hôm nay là không phải là có khẩu trang đeo hay không, thậm chí có những người là họ sợ đói còn hơn sợ dịch nữa. Đúng rồi, em mới thấy là khẩu trang chưa đủ, phải có thêm bánh, phải có thêm sữa. Đó cũng là tới cái lúc mà em không còn đồng bạc nào để mua bánh mua sữa nữa. Nhưng mà cũng may mắn là trong vài ngày trước đó thôi, là nhờ em đi như vậy á, có rất là nhiều bạn bè, anh em, người thân và cả những người hảo tâm, những nhà hảo tâm em còn chưa được biết bên biết mặt của họ nữa. Cái họ mới nói Lâm ơi, chị gửi cho em thêm ít nè, em mua thêm bánh thêm sữa để tặng cho người ta đi, chứ chị thấy người ta đói quá, chị tội người thấy thương quá. Cho nên cái khó khăn của em là không có tiền của mình, bây giờ mình phải làm sao để mình truyền cái cảm hứng, cái tinh thần được cho nhiều người, để họ tin là mình đi như thế này á là nó tốt, chứ không phải là đi để lây lan dịch bệnh cho ai cả, để mọi người cùng hùng hạp lại cho em cái tình, cái nghĩa. Cái mà khả năng mà họ có là có người họ tặng trực tiếp bánh sữa luôn, còn có người họ gửi cho em một ít kinh phí, Lâm ơi giúp chị mua thêm ít bánh ít sữa để tặng cho bà con nha. Thì lúc đó là cái giờ khó khăn của em nữa được giải quyết rồi. Thời điểm đó thực ra nếu mà gửi bánh gửi đồ thì nó tốt hơn. Tại thời điểm đó có tiền nhiều khi cũng không có mua được gì. Đúng rồi. Thời điểm đó anh biết mà, ở nhà là có tiền chỗ nào cũng đóng cửa hết trơn á đó, mà chỗ nào mà bán được đồ là nó cũng là rất là mắc, tại vì nó phải đi qua không biết bao nhiêu cái chặng cái trạm nữa. Thành ra đúng là mệt. Vậy rồi con có bị chặn lại hay là bị gì không? Có anh, mấy ngày đầu đi á, báo đại chưa nói tới em á, bà con cũng chưa biết về em nhiều, kênh TikTok của em mới tạo luôn, cứ gặp công an là đầy đủ hủ tục mấy ảnh làm với em hết. Cậu này xét nghiệm chưa, cậu này đi ngoài vì lý do gì, cậu này như thế. Thì em không nói thiệt, anh cũng lúc đó chưa có gì hết, chưa có bất kỳ cái giấy tờ gì đi ngoài đường hết. Nhưng mà được cái em có cái mồm, năn nỉ thật lòng vô, anh ơi anh cho em đi ra ngoài em gặp bà con, em cho bà con cái bánh gặp sữa nha. Cái cũng rất là may mắn, khoảng thời điểm đó gặp rất khá là nhiều mấy anh công an á, ảnh cũng hiểu cho cái động lực mà em đi như vậy là tốt, cho nên anh mới ảnh cho em đi. Có một số lần á thì có gặp mấy anh công an khó hơn, vừa gặp cái chưa kịp giải thích, chưa kịp móc giấy ra nữa, cậu kia quay đầu, đang dịch như vậy cậu đi đâu đây, quay đầu liền, đi về liền. Thì lúc đó thì cũng buồn đấy, nhưng mà thôi không sao, đường Sài Gòn em rành mà, dòng cái đường khác lại qua tiếp thôi. Anh hiểu mà, thì anh cũng rành đường Sài Gòn. Nói chung là vậy, anh nghĩ cái thời điểm mà kiểu như vậy á, nói chung ai cũng tốt hết.
Ai cũng muốn cứu trợ đồng bào hết. Nhưng mà cũng có những lúc cũng mệt mỏi. Hồi đó mình coi TV thấy chuyên gia mỗi lần mà tin cáo phó đó, lúc tăng gia bối rối có gì sơ sót xin bà con bỏ qua. Mấy chuyện đó chắc chắn nó xảy ra rồi. Hồi lúc mà dịch đó, là anh cũng đi ra ngoài đi đi chích rồi này đó, đi làm mấy cái gì đó. Anh ít khi bị công an chặn lại lắm. Chắc tại công an biết anh hết chưa? Không phải, phải tại vì anh cũng biết đường Sài Gòn. Dạ. Cho nên thấy chỗ đó có công an thôi, đi đường tà đạo liền, chặt liền. Cho nó lẹ đỡ mất công. Nhưng mà dĩ nhiên mà ra ngoài thì mình cũng đã có bảo vệ, mình có chích này nọ rồi. Chứ đâu ai rảnh chạy ra ngoài đưa cái mặt vậy đâu. Đâu có ai mà đánh đổi cái sức khỏe mình chạy ngoài vì lý do không chính đáng đâu. Bởi vậy cái mình làm nó mới hay, hiểu không? Chứ còn thời điểm đó nhiều người chỉ lo là bảo vệ được bản thân của mình rồi. Đúng rồi. Mà còn thời điểm đó mà em nghĩ tới người khác. Nói thiệt cái này nó giống như là các bạn thử tưởng tượng coi. Kiểu như là ok, mình là lo cho được cái sức khỏe của mình. Thời điểm đó mình ở nhà là ok cho mình rồi. Nhưng mà còn chạy ra ngoài nữa, mình sẽ phải đối mặt với những cái nguy hiểm là mình có thể bị nhiễm. Đúng tại rồi. Vì mình chích vaccine thì cũng vẫn có khả năng nhiễm. Mình vẫn có khả năng lây. Nhưng mà nhiều người đúng như em nói. Thời điểm đó anh cũng có ra đường, anh cũng có đi làm từ thiện. Không phải đi từ thiện, anh không phải đưa đồ gì cho người ta như em. Mà là anh tham gia cái bếp từ thiện. Tới vô, anh thấy bếp vô, mọi người đang nấu cơm mà cho người khác mà. Anh rửa chén. Ừ, anh rửa chén. Đáng hay chưa? Tại vì em coi rồi đúng không? Tại vì anh nghĩ là cái chuyện rửa chén rất là quan trọng. Dạ, không có cái chén này. Đúng rồi, không có chén. Không có gì mà anh không có nói rửa chén với toàn là nấu nồi, còn mà máng nồi nào nó nấu bụng cho bá vậy đó. Nhưng mà mình thấy vui. Anh nghĩ cái chuyện vui đó nó quan trọng á. Đúng là mình đem lại được cái năng lượng. Thật ra con người mình rất là gọi là gì đó, bản năng con người nhưng chi sơ tính bổn thiện á. Thật ra làm được đến hay. Giờ em còn làm không? Tại giờ hết rồi, em còn đi ra ngoài đường. Khoảng thời gian từ hồi đầu tháng 10 tới giờ thì em phải ưu tiên dành thời gian lại cho công việc. Tại anh thấy đó, 3-4 tháng chạy xe ngoài đường á, đánh đổi là công việc của mình nó dậm chân tại chỗ. Em làm gì? Dạ em làm gỗ. Gỗ? Dạ thi công mấy cái đồ gỗ, đồ đi con, phá rừng đúng không? Bồng bậy, gỗ em mua, gỗ em mua có giấy tờ hết nha. Thi công nội thất hả? Dạ đúng rồi, với đồ đi co, đồ trang trí nữa. Đó cho nên em dành thời gian phần lớn để tái ổn định lại cái xưởng đã. Rồi sau đó thì gia đình của em thì ông bà cũng lớn rồi. Cho nên bây giờ dịch nó ổn rồi, mình được về nhà rồi. Chứ lúc trước là nhà em nằm trong khu phong tỏa đó, muốn về thăm nhà cũng không được nữa. Đó, cái khi mà mở phong tỏa rồi về ở với ông bà một vài ngày rồi cũng hỏi thăm sức khỏe ông bà. Ông bà em cũng may là chưa có, không có bị cái cú corona đó. Đúng rồi. Nhưng mà do sức khỏe tuổi già mà. Bệnh tuổi già cũng có nhiều thứ. Thì cho nên bây giờ mở cửa rồi thoải mái chạy ra đường để mua đúng cái loại thuốc cần thiết cho ông bà. Và giá nó cũng rẻ hơn rồi. Chứ lúc mà dịch đi tiệm thuốc Tây lo lắm, không có tiền mua cái loại thuốc đó luôn. Thì dịch là cái gì cũng khổ hết trơn đó. Có nhiều người là người ta mùa dịch mà người ta không có thuốc, hoặc là người ta chưa kịp bị bệnh là người ta gì không thuốc đó là người ta đã qua đời rồi. Từ lúc đầu 10 giờ em chạy cầm chừng thôi, chạy cầm chừng tại nhớ đường, nhớ xá, nhớ bà, nhớ con. Chứ không phải chạy cầm chừng là chạy cái xưởng cầm chừng hay là vẫn chạy ra ngoài đường? Chạy ngoài đường cầm chừng. Chạy để đỡ nhớ đường, nhớ xá, với lại chạy để xem coi cái tình hình Sài Gòn sau khi mà mở giãn cách rồi á, có khác gì với lúc trước hay không? Vậy có khác gì không? Có khác quá trời luôn chứ. Bây giờ ra đường dừng đậu đèn đỏ cái phía sau, ai lắm kìa, ôi lắm kìa. Lâu lâu á, cái gặp một người hoàn cảnh khó khăn, cái gặp chú ơi chú ơi con dừng chú tẩu xe lại xíu nha. Dừng vô ngay mặt tiền nhà người ta luôn. Chú ơi đi tới xíu nữa thì né cái chỗ này ra mặt tiền người ta buôn bán. Vậy mà ông bảo vệ em cũng thế, em ngồi, ê thằng Lâm nè. Không chỉ cái mấy người trong xóm ta ra người ta chào hỏi quá trời luôn. Rồi cũng có được dừng xe không, em cũng phải đi lên chút. Gán đi lên xíu né cái mặt tiền người ta. Vậy có nổi tiếng cũng chưa có đủ đâu đúng không? Phải nổi tiếng chừng sao mà mình chặn nguyên cái nhà không thì sao? Không sao, tụi tôi ở trong nhà quen rồi. Không cần sáng mặt trời đâu. Nó cũng là một cái nổi tiếng mà kiểu vậy nó ok lắm. Em thì không có ngại khi mà ra đường bị được bà con, được anh em mọi người hỏi thăm, vì quan tâm tới mình mới hỏi thăm, em không có ngại cái đó. Nhưng mà cái em ngại là những người hoàn cảnh khó khăn mà em gặp á, những cô chú lớn tuổi đôi khi họ không có quen được cái việc mà gặp một người tạm gọi là nổi tiếng như em đi. Cái dừng lại rồi xung quanh là có những người quay phim chụp hình này nọ nữa. Đúng rồi. Em rất là quan tâm tới cái cảm nhận, cái cảm giác của cái người mà em đang tiếp xúc. Em tặng cho họ cái bánh, cái khẩu trang, cái sữa, chưa biết là làm cho họ vui hơn bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà xung quanh có quá nhiều người đang nhìn vào họ, quay phim chụp hình họ đó, thì là tạo cho họ cái cảm giác tiêu cực, là họ sợ, họ cảm thấy tủi thân. Thì đó là cái nó đi ngược lại cái mục đích mà em muốn. Có trường hợp nào người ta phản ứng có chịu về kiểu đó chưa? Có anh.
có lần không biết là cái chú đó là chú biết em trước đó rồi hay là do là chú nhạy cảm, chú thấy em nhét cái điện thoại nè, chú nghi là chắc này quay phim, cái nói chú dừng lại cho bánh nè, thôi cho có mấy cái bánh quay phim chụp hình tùm lum này nọ. Em sững người ơi luôn. Em sững người là kiểu như chúng tim đen á, kiểu chúng tim đen, chú biết mình quay ta. Nhưng mà em lấy bình tĩnh mà, ủa chú ơi con xin lỗi chú, nhưng mà con đâu có làm cái gì xấu với những cái hình ảnh với cái đó đâu chú, con chỉ muốn lưu lại cái kỷ niệm mà con được gặp chú để con lắng nghe câu chuyện của chú và cho bạn bè con họ thấy được là dịch như thế này vẫn còn có những người như chú, dù muốn hay không vẫn phải lao ra ngoài đường giữa tâm dịch như thế này để mưu sinh. Thì chú yên tâm là con có quay đó, con có chụp đó, nhưng mà con chú tin là cái mục đích của con là nó tốt. Thế là chú hiểu cái đó. À rồi sao mày hỏi gì hỏi đi đó. Có rồi, bây giờ ở đâu nhiều người đang ngồi ở nhà, nói chung ngồi ở nhà thì mình hay nghĩ, không phải ngồi ở nhà nữa mà là trước khi mình làm một cái gì đó thì mình thấy thường mình sẽ nghĩ là chuyện này chắc dễ lắm, chỉ có vậy thôi, đâu có gì đâu, hồi đem cho quà thôi chứ có gì đâu, tới phát người ta mừng thấy mà nội người ta không có, nhưng không phải đâu. Đúng tại rồi. Vì hồi bữa anh cũng có phỏng vấn một cái chị đó, chỉ là làm một cái quán cơm, quán cơm 2,000 cũng bán cho người nghèo thôi. Nhưng mà phỏng vấn xong phát hiện ra là mấy người đó ta khó lắm. Giống như là người ta gọi là gì ta, người ta có lòng tự trọng. Người ta rất dễ tổn thương. Đúng rồi. Cho nên nếu mà không có biết tính người ta thì cũng khó mà bán đồ ăn, mặc dù là đang bán đồ ăn để mà cho người ta. Nhưng mà nếu mà phản ứng không đúng á là người ta không thèm tới ăn, người ta kiểu thôi không thèm nữa, cho ăn cái nhiêu đây cũng kiểu vậy. Thật ra kiểu què mình thấy nó cũng giống như vậy đó. Rồi đó cũng là cái mà các bạn rút ra, thấy không, không phải gì nó cũng dễ đâu. Đi mà tặng quà cho người thiếu thốn mệt lắm. Đúng rồi, em thấy em tiếp xúc nhiều với những người hoàn cảnh khó khăn, em thấy là bên trong họ vẫn có một cái lòng tự trọng của họ, không phải là ai cũng có thể sẵn sàng ngửa tay ra để cho tôi thêm đi, cho tôi cái này đi, cho tôi cái kia đi. Em nhớ có một cái lần mà em gọi mà mấy bạn bè xung quanh nói thằng này buôn lậu thất bại rồi, em gặp ông chú đó buôn lậu là sao, buôn lậu đi thất bại nè, buôn lậu tình người. À buôn lậu em là buôn lậu tình người. Dạ đúng rồi, mà em dùng từ buôn lậu anh thấy đúng không, tại buôn lậu là gì, không được, không có sổ sách, không có giấy tờ, không có gì hết thì đúng. Thì em đi ngoài cũng vậy, không có cái sổ sách gì hết á. Thì cái lần em gặp ông chú đó, em vừa tiếp cận chú ơi đói bụng không, gãy bánh mì ăn. Không biết là chắc do cái ngoại hình của em bữa đó là tới buổi chiều rồi, bình thường mừng quần áo của em đã te tu rồi, tới bữa đó nhìn chắc em chả khác gì mấy người lang thang cỡ nhỏ luôn, nhìn vô thủ vô thực quá. Đúng rồi ông chú, móc ra hai cho em 200,000 đưa em. Gì vậy chú, con gặp chú để con tặng quà cho chú. Chú ơi, chú lấy bánh mì đi, con có tiền, nhiều tiền lắm. Nhưng mà ông chú không tin. Có lẽ em nghĩ là ông chú cũng đang có cái tâm trạng gì đó, có buồn á. Kiểu như bất cần đời, không muốn nói chuyện á. Mày tính xin tiền rồi, này cho mày 200,000. Đi tặng như người ta, chưa kịp tặng tiền cho chú mà được túi chú tặng lại 200,000. Em phải năn nỉ chú để chú nhận lại 200,000 đó và cố gắng dùng hết mồm mép của em để thuyết phục chú ơi lấy một cái bánh cái sữa đi. Nhưng mà chú quyết định chú không lấy, chú gạt tay qua một bên, chú đi. Lần đó em cảm thấy em thất bại lắm luôn anh. Rõ ràng nhưng không gì nữa. Đi tặng mà còn cho tiền lại nữa là thấy. Món quà bạc nào đó anh nghĩ em cũng thành công. Dạ. Trong vai trò ăn xin. Hoặc là xin đẻo. Rồi bước vô chú. Ngay lập tức này 200 này con đi. Để lát ra ngoài em áp dụng liền. Làm mặt ngầu. Em gặp mấy em gái cho nó dễ xin. Nhưng mà tại sao anh thấy là giống như em nói nãy giờ, anh cảm thấy giống như là em chuyện mà nói buôn lậu mà không sổ sách hay gì á. Có vẻ giống như là em không có thích làm cái chuyện mà kiểu như từ thiện kiểu như vậy. Tại vì anh có đọc một cái nó nói là giống như em không có muốn làm từ thiện, nhưng mà hiện tại em đang làm từ thiện. Nó có vẻ conflict, tức là nó xung đột với cái cách suy nghĩ đó. Không có thể giải thích rõ gì cái đó hơn không? Thật ra về cái tính chất của sự việc em chạy ra ngoài đường và cho người này tặng người kia cái nọ, về tính chất nói một cách cho dễ hiểu nhất thì vẫn là từ thiện. Nhưng mà như anh thấy đó, khoảng thời gian gần đây á, vì một số sự việc gì đó mà em sao kê có... sao kê chứ mệnh. Đúng rồi. Vì một số sự việc đó cho nên á, cộng đồng mình á, người mình á, mỗi lần nhắc cái chữ từ thiện tự nhiên nó bắt đầu nó có cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực xíu, hơi bị dội chút xíu. Với lại em cũng tự cảm thấy là không phải là em đang đi giúp đỡ ai cho ai cái gì đâu, em đang tự giúp đỡ chính bản thân em. Em tự cứu rỗi cho cái tâm hồn của em. Tại vì thay vì ở nhà quá buồn, quá chán, cứ bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu là đang dịch rồi, ba má mình khổ, ông bà mình khổ, thôi mình đi ra ngoài để mình tìm niềm vui đi. Em đi tìm niềm vui, em đi trả lại nợ đời, chứ không phải anh đi giúp ai cả. Cho nên em không thích gọi là đi làm từ thiện.
Với lại như anh thấy đó, bản chất của em như thế nào, em giữ nguyên cái sự bụi đời bất cần đời đó ra ngoài được, chứ không phải là một cái tổ chức với ban này người nọ, rồi sổ sách này nọ, thu chi này nọ. Cho nên em gọi là buôn lậu, tại vì em không có đủ thời gian để mà ghi chép lại là anh A tặng cho tôi 500 ngàn, anh B tặng cho tôi 1 triệu bạc, rồi bây giờ tôi đã sử dụng 500 ngàn này, 1 triệu bạc này cho người tặng cho ai cho ai. Em không làm được điều đó, tại vì thời gian của em chủ yếu là chạy xe ngoài đường. Có những đêm em về tới nhà là 11-12 giờ là mệt lả người luôn, không kịp tắm luôn, ăn được cái lăn ra ngủ, sáng mai chạy tiếp, thì thời gian đâu mà ghi chép lại sổ sách nhận tiền của ai cho ai nữa đâu anh. Cho nên chính vì nó không có sổ sách nên em mới gọi là này buồn đậu chắc luôn. Không phải, anh hiểu cái kiểu của em. Dạ. Là tức là kiểu như em sợ mang dính vô cái tiếng là lợi dụng từ thiện để dạ. làm cái gì khác, cho nên không, thật ra cái chuyện từ thiện nó là một chuyện bình thường. Dạ. Anh nghĩ nó là như vậy. Nó cũng giống như con nít bây giờ nó hay xài cái chữ tự nhục, em có biết chữ tự nhục không? Tự mình cảm thấy nhục ha. Nó có một cái chữ yeah. mang cái ý nghĩa tốt, đó là xấu hổ. Xấu hổ có nghĩa là em làm chuyện gì mất dạy, xong rồi em xấu hổ tại vì em phát hiện, em tự em nhận thấy chuyện đó là chuyện mất dạy. Yeah. Chẳng hạn như em cướp, ăn trộm tiền của ai đó, xong rồi em xấu hổ tại vì em biết là lẽ ra mình không nên làm chuyện đó. Yeah. Nhưng bây giờ mấy đứa con nít đó, nó lại cho rằng cái cảm giác xấu hổ đó là một cảm giác xấu. Tức là nếu mà em làm chuyện gì đó xấu xa thì em cứ thoải mái, em cứ tự hào về nó đi, chứ đừng có tự nhục. Hiểu không? Yeah. Tức là từ một cái cảm giác tốt, xong rồi nó bị gán cho một cái nhãn rất là tầm bậy tầm bạ, đó là tự nhục. Thì cái của em nó cũng giống như vậy thôi. Cái chuyện từ thiện nó là tốt, em làm từ thiện làm tốt, nhưng mỗi người có mỗi cách làm, anh thấy thiệt. Tại vì cái của em làm á, anh biết là cái chuyện em làm mà sáng mà chạy trên dưới vậy, em không có thời gian làm ba cái vụ mà ghi, đó là điều đương nhiên. Tại vì bình thường giống như giờ anh làm mấy clip kiểu như vậy nè, anh không phải cái đại. Anh không có phải là cái đài. Đài thì nó phải phát đúng giờ, nó phải có cái khung, rồi nó phải làm sao chừa chỗ để quảng cáo. Giống như tới khúc này cái nói mọi người thấy clip hay nhớ bấm subscribe rồi donate cho những cái món ăn tinh thần ngon lành này nha. Đó, hiểu không? Nhưng mà anh không có làm gì được, mặc dù anh vừa mới làm. Anh hay lắm, anh nhét vừa hết trơn. Nhưng cái chuyện đó nó không có quan trọng, tại vì cái tâm của mình làm được tốt là lượt rồi. Tại vì có nhiều người người ta cũng muốn làm mà cuối cùng ta đâu làm, ta không có thời gian làm. Còn cái này là mình bỏ toàn bộ thời gian mình làm, thì em cứ thoải mái, tôi đang làm từ thiện đó, cứ giữ cái bộ dạng rồi giữ cái tinh thần như vậy được là tốt rồi. Còn nói nãy giờ nói bụi đời hay gì sao má em đội nón, cái nón kỳ cục vậy, đã cái nón này đây xong rồi còn đội lên cái nón nó nữa là mỏ sao? Ác nó còn non cho nên mỏ ác nó còn non, đập bình 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 nè, bị lạnh, ngồi đây máy lạnh bị lạnh, lạnh quá là sao? Anh thấy con tóc cũng nhiều mà sao tóc ấy... nhiều đằng sau chứ có tóc nào đằng trước đâu có... À là bị hói hả? Dạ đúng rồi, bị hói cho nên đội cái nón mà vô cho nó che bớt mỏ ác lại đỡ lạnh anh ơi. Hói kỳ cục vậy, hói gì mới chung quanh đây quá rồi tóc em có biết có mấy kiểu hói có chọn lọc đó, hói chọn lọc. Anh tới giờ anh biết có hai kiểu hói à? Dạ. Hói ốc đảo với lại hói đại lộ. Biết hói là làm sao không? Anh giải thích nào. Hói ốc đảo là giữa con chúm tóc. Dạ. Còn chung quanh hói hết trơn. Còn hói đại lộ là hai bên có được miếng. À, mỗi miếng này miếng này giữa nguyên con đường đại lộ thênh thang nữa. Em kiểu tóc về là em mệt. Nếu mà em hói trước em phải quấn cái tóc đó anh. Thôi kệ rồi, nón được rồi. Cái kỷ vật của em nó vật bất đi thân của em trong mấy mùa dịch á. Nó mấy giấy số em thích lắm. Đi đâu phải có nó mới tự tin được. Tại sao? Dạ. Tại sao nó lại là nón bán giấy số? Anh không thấy mấy người bán giấy số luôn đổi hay đổi mấy nón này hả? Dạ. Dạ, ý là em lên Google, em mỗi lần lâu lâu hồi đó cái lúc cái nón cũ em hư á, muốn mua lại nón khác lên sợ cái gì nón tai bèo ra cái khác nha, nón cố ra sợ cái nón giấy số ra đúng cái này. Nên em gọi nón giấy số luôn. Nón giấy số. Ok. Hồi xưa cũng có cái nón kiểu vậy. Dạ. Anh cũng một bạn đó anh đội cũng thấy ok lắm, sau đó tụi nó kêu mày giống bán giấy số quá. Cái anh không đội nữa tại vì anh thích đi xin ăn hơn bán giấy số. Nó giỡn vậy thôi. Dạ. Chứ thật ra nó cũng là một cái dấu hiệu nhận diện thương hiệu á. Đúng rồi. Ờ, tức là bình thường em đi cũng giống vậy luôn. Có hôm nay có cái quần mới anh tải quần kia mặc 4 tháng không giặt. Rách ngay cái chỗ mà không nên rách. Anh nghĩ có một số thứ em nên thay đổi nha. Dạ. Má cái gì mặc 4 tháng không giặt, trời đất quỷ thần ơi, má anh tưởng anh đã dơ rồi, hóa ra em ngồi dơ hơn nữa. Hèn chi anh hiểu rồi. Dạ. Tại vì sao cái chú 200 ngàn chủ. Thôi. Đi 200 ngàn đi lẻ mua deodorant em ơi. Không giặt nhưng mà có ngâm nước có phơi nha. Ok. Thì không có giặt với xà bông thôi, cứ ngâm nước có phơi nữa nha. Tưởng tượng thôi là thấy ghê rồi đó. Thấy gì đâu, quần 4 tháng là mệt rồi đó. Ngáo được cũng 5 tháng rồi nè. Em biết sao, em biết không sao sao hôm nay mà mình đội nón này không? Này là để Noel á, dịp Noel. Một phần nữa là tại vì anh nhớ lúc mà anh nghiên cứu trong đó thì có nói em có chương trình là Noel bụi. Dạ đúng rồi. Noel bụi em có thể nói gì cái đó được không? Tại nó nằm hình như nó nằm trước cái mùa Corona gì mà. Từ hồi em còn sinh viên á, mới năm 1 năm 2 thì đi chơi Noel, ban đầu cũng đi chơi Noel bình thường mấy đám bạn thôi. Nhưng mà khi mình đi chơi Noel vui vẻ mà đi Diamond, đi ra phố đi bộ này nọ, mình thấy có rất là nhiều người khác. Họ đâu có được lựa chọn để đi chơi giống như mình đâu. Họ vẫn đi làm, mà họ làm vào lúc nửa đêm á.
gọi là đi làm chứ, thực ra họ ngồi góc đường này, họ đứng góc đường nọ, họ chờ thêm một cuốc xe của một đứa trẻ, của một đứa những người trẻ như chúng mình nè. Em nghe đứng góc đường anh tưởng làm nghề khác. Không, okay. Em không có đi qua cái đoạn đường đó nữa. Mấy chú xe ôm đứng ngoài góc đường. Em phải nói rõ chứ nghe nó sao nghe thế. Lỗi em để nói rõ lại, có những chú xe ôm vẫn ngồi ở góc đường. Chú để chú chờ cái gì? Chú chờ những người trẻ như chúng ta nè, đi chơi về trễ mà không có xe thì chú chở một kiếm thêm một cuốc vào ban đêm. Thì em mới thấy là đâu phải ai cũng có được lựa chọn để vui chơi trong cái đêm Noel này đâu. Đúng vậy. Cho nên sau hôm đó thì ngay trong hôm đó luôn chứ, lúc mà đi về á, khi mà còn sung sức quá, ê tụi bay, tụi mình đi mua thêm ít bánh mì, sữa, mình đi gặp mấy cô chú đó, mình tặng cô chú đi, coi như là đem đến cái một cái niềm vui Noel cho mấy cô chú đi. Và rất là vui là ngay hôm đó tụi nó ủng hộ hết. Lúc đó em còn chưa biết đặt tên là Noel Bụi, tại ngay từ ban đầu em không nghĩ là đây sẽ là một cái chương trình nó được duy trì tới tận bây giờ đâu. Tới bây giờ luôn ha. Đúng rồi, 10 năm luôn á. Vậy là Noel này có không? Có. Thì lúc đó nó như là một cái nó rất là bất chợt, mình muốn đi tặng cho bà con thôi chứ không nghĩ là đây nó sau này nó sẽ trở thành một cái chương trình như vậy. Nhưng mà sau hôm đó đi, có một số bạn chụp hình với phim lại, có rất là nhiều phụ huynh của các bạn nè, bạn bè xung quanh nè, ôi hôm qua sao mày đi chơi, mày đi Noel hay quá ha, rồi đi tặng bánh tặng quà sữa gì hay quá ha. Sau đêm đó mới nghĩ hay là bây giờ mình tổ chức một cái nhóm người, một cái nhóm bạn, cứ tới Noel á mình không đi chơi Noel như bình thường nữa, mà mình đi gặp những người như vậy để mình đem tới cái niềm vui Noel cho họ đi. Cái từ năm thứ hai, thứ ba cho tới tận bây giờ luôn là cái chương trình nó vẫn được, nó được duy trì tới tận bây giờ. Và ban đầu chỉ có vài người thôi, rồi vài chục người, bây giờ có khi là cả trăm người chỉ cần phát động đồng kiểu, là rất là nhiều bạn sinh viên, mấy bạn trẻ từ khắp các trường đại học, thậm chí có trường cấp 3 của sinh tham gia nữa, để được cùng với chương trình chạy xe ban đêm để đi gặp mấy cô chú, tặng quà cho cô chú. Thường em đi là em đi ở đâu? Đi ở quận nào? Dạ em đi mấy cái quận nội thành, quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận, quận 10 nọ, chứ không có dám đi ở mấy cái huyện xa xôi. Thật dạ. Ra anh nghĩ sau này nên đi, đừng có đi tập trung mấy quận đó. Dạ. Tại vì sao? Cái quận nhất hay gì á, dạ, nhiều người lắm. Dạ, tới đúng. Mùa anh nghĩ là vậy, tại vì hồi đó anh cũng có đi. Dạ. Anh cũng có đi, cũng phát đồ này nọ, thì anh phát hiện ra càng về quận nhất đông người lắm. Còn mấy cái quận kia có nhiều người người ta đi không được, người ta không có sức người ta đi ra tới quận nhất á. Dạ. Thì cũng cần lắm mà tại không có ai phát hết trơn hết á. Dạ. Thành ra anh chạy ra Bình Thạnh, Tân Bình hay là gì, dĩ nhiên mà dù ra đó thì nó sẽ hơi mệt hơn. Đúng rồi. Nó hơi thiếu an ninh hơn chút xíu. Dạ. Tại vì lúc đó người ta chạy người ta dồn ra quận nhất hết, nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ có nhiều người đó cũng cần. Tại vì này anh, cái mục đích ban đầu mà ngay từ ban đầu luôn, mục đích mà Noel Bụi đặt ra không phải hướng tới những hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ. Tại vì anh thấy đó, người nghèo và người giàu, nền văn hóa nào cũng có, đất nước nào cũng có, thời đại nào cũng có. Chúng ta chỉ là những người trẻ, những người nhỏ thôi. Chúng ta phải sống bao nhiêu lâu, cho biết bao nhiêu món quà mới cứu trợ hết được người nghèo. Cho nên cái đối tượng mà cái chương trình Noel Bụi hướng đến đó, là chính các bạn trẻ, chính những bạn thành viên đăng ký tham gia. Anh như là anh có để ý á, tại sao trẻ chạy xe vào ban đêm? Cái chương trình muốn cho các bạn thành viên tham gia, mấy bạn trải nghiệm được một cái đêm ở ngoài đường nó như thế nào. Chứ bao nhiêu lâu nay các bạn cứ tới đêm là ngủ hoặc là chơi những cái trò chơi vui vẻ đó, các bạn đâu có biết được rất là nhiều mảnh đời khó khăn. Họ không có được một cái giấc ngủ ở ban đêm, họ vẫn phải đi mưu sinh về đêm. Khi mà chương trình cho các bạn chạy ban đêm rồi á, sẽ có rất nhiều cái khó khăn nó xảy ra, từ cái nhỏ xíu như bây giờ mắc đi vệ sinh đi đâu. Cái thời điểm đó anh, mấy cái cửa hàng tiện lợi còn chưa có nhiều nữa. Đúng rồi. Muốn đi vệ sinh mà cửa hàng có mấy gốc cây. Con trai tụi mình thì dễ rồi. Đúng, nữ thì mà cho chạy thử một đêm, cái chuyện nhỏ xíu là đi vệ sinh thôi là thấy khó khăn rồi đúng không? Và từ đó các bạn nghĩ coi những người khác như thế nào. Đi ban đêm đói bụng đúng không? Lạnh đúng không? Thì các bạn từ cái khó khăn trong một đêm của mình á, các bạn hãy nghĩ về những người khó khăn ngoài đường. Mỗi đêm, mỗi ngày của họ đều phải như vậy. Cho nên vì là cái đối tượng mà em hướng tới là cái trải nghiệm của chính các bạn thành viên tham gia. Tại vì em luôn tin là cái thế hệ trẻ của chúng ta, của thế hệ trẻ sau này á, nếu như được hướng tới một cái con đường tốt thì các bạn ấy sau này sẽ mới là người thay chúng ta để có thể thay đổi được cái xã hội này, cái đất nước này. Chứ một mình anh, một mình em, một mình một vài người chúng ta cố thức bao nhiêu đêm, cho bao nhiêu món quà, sống tới bao nhiêu tuổi mới giúp được người nghèo. Đừng đúng nói cả Sài Gòn, một quận thôi cũng không giúp hết. Đúng vậy. Thực ra cái đó nó cũng giống như những cái mà anh hay nói rồi, mấy clip của anh á. Yeah. You are the change that you need. Yeah. Chính là sự thay đổi mà bạn đang chờ đợi. Cho nên mình làm những cái đó là hay. Thành ra anh cũng làm những cái clip như vậy, nó cũng giúp cho đám trẻ. Trẻ nào mà nó coi clip này được thì nó sẽ có những, có thể giống như chúng ta gieo được một chút xíu gì đó, ngọn lửa gì vô. Yeah. Để hy vọng một ngày nào đó ngọn lửa nó chiếu sáng đúng lên rồi. Thôi chứ còn thực sự mà cái chuyện mà người nghèo hay là gì nó phụ thuộc về an sinh xã hội. Chúng xác. Cái đó là vấn đề là của những vị quản lý. Yeah. Còn mình thì mình có thể làm được cái gì sức một người dân bình thường làm được. Yeah. Nhưng mà làm được vậy là nhiều đó, không phải giỡn đâu, không bình thường đâu.
Ủa lộn, không tầm thường, nó không bình thường, giống như bị khùng. Thật ra giờ mấy đứa nít giờ tụi nó biết một đêm không ngủ rồi em. Yeah. Em thấy mấy quán cà phê 24 giờ không? Nó ngồi trọng không biết một đêm nó không ngủ gì cả luôn. Nhiều người chỉ mong được ngủ thôi. Nhưng mà nó ngồi chỗ. Ừ, nó ngồi chỗ, nó thậm chí nó cố gắng để nó không ngủ. Nhưng mà nếu mà không ngủ mà đi ra ngoài đường làm được cái gì đó thì nó sẽ tốt hơn. Dạ đúng rồi. Đúng, tại vì anh hồi đó anh cũng làm kiểu vậy, tức là hồi còn trẻ làm được cái thấy vui lắm. Giống như mình nhìn thấy cái niềm vui của những người nhận quà trong mắt người ta ánh lên vui. Vậy là hồi xưa là làm vậy cũng phải 10 năm rồi phải không? Đúng rồi, năm nay nữa là năm thứ 10. Năm nay nữa là năm thứ 10. Dạ. Là năm nay tiếp tục làm nữa. Dạ tiếp tục nữa, nhưng mà em từ lâu rồi, từ hồi 4 năm trước rồi là em đã không có còn dẫn dắt cái chương trình đó được rồi. Em nghĩ là anh cũng nghĩ giống em luôn. Một cái chương trình mà suốt 10 năm cứ duy trì theo một người, theo cái hướng đi của một người thì dần dần nó cũng nhàm chán. Ừ. Với lại em cũng không tự tin là em còn đủ nhiệt huyết, còn đủ idea, còn đủ ý tưởng mới để gửi gắm cho chương trình này để nó lột xác hơn. Cho nên từ 4-5 năm trước là em nhắm mấy bạn trẻ xung quanh em á. Ừ. Những bạn đã từng có thâm niên tham gia, em thấy ồ thằng này có tiềm năng, ồ con bé này nó được. Thế là từ từ em bàn giao lại tất cả những cái kỹ năng mà em có để em quản lý chương trình bao lâu nay, để em mong là mấy bạn trẻ sau này máu lửa hơn, nhiệt huyết hơn, idea, ý tưởng hay hơn em. Ừ. Sẽ làm cho cái chương trình lên bụi, nó mới lạ hơn. Nhưng mà em vẫn tham gia đúng không? Đúng rồi, em đang chờ tham gia vai trò cố vấn. À, có đèn phát phiết gì không? Dạ chạy theo sắp nhỏ. Tụi nó chạy phía trước, em lén lén âm thầm chạy theo phía sau. Ok, vậy năm nay anh đi với em. Thiệt không? Hứa nha. Ừ, trời ơi gì đâu, anh hứa là chắc như đinh đóng bột vậy đó. Tức là rút ra cái một à. Không, anh sẽ làm được. Dạ. Không phải tự nhiên mà đội nón vậy đâu. Không phải đi chương trình Noel phát cái này, nhưng mà là mục đích mình sẽ làm cái đó đó. Yeah. Chứ không có giỡn đâu. Mà nãy giờ nghe em nói xong thấy cống hiến này nọ lọ chai á. Yeah. Xong rồi thời gian đâu có bộ. Má cái gì đâu đi sáng tối rồi xong rồi làm này rồi làm kia là có bộ chưa? Chưa. Cái đó tùy duyên anh ơi. Bây giờ nó là một cái mà mình cố gắng đi tìm. Mình húc ép mình phải có đó. Có thể mình cũng sẽ có, nhưng mà nó không có thể đó. Không đúng thời điểm, không đúng người. Ừ. Em muốn là cái em cứ sống, em cứ theo đuổi cái đam mê của em đã, cái mục đích sống của em đã. Rồi trong quá trình đó nếu mà có cô gái nào họ quan sát được cái quá trình mà chắc em, có thôi. Em đi theo cái đam mê của em thì nếu mà cô ấy tới thì em vui, chứ em không chưa bao giờ đặt mục đích là đi tìm. Ừ, chắc có. Dạ. Tại trong clip này coi xong thế nào chắc cũng có người. Ừ. Này được. Ngon. Tao phải lem lem nó. Hình xui thôi, chứ tại vì kênh của anh cũng coi nhiều người coi lắm, nhưng mà chưa đứa nào lem lem anh hết. Buồn lắm, mình cũng không hiểu sao nữa. Không, cái đó chắc tại cũng duyên chưa tới. Dạ. Nhưng mà em là 30, còn anh 40, má duyên chưa tới. Em còn nhiều thời gian lắm, anh thì thấy hơi hết thời gian rồi đó. Giờ là mệt lắm, nhiều khi người yêu chưa sinh ra nữa. Cái đời quá. Anh mặn tới vậy luôn. Không. Quá người yêu chưa sinh ra mà tới lúc người yêu lúc đó chắc cũng người 8 tuổi anh. Lúc đó nó chạy râu cho anh, nó tỉa râu cho anh luôn. Không, ấm dầu quá không được. Thật ra nãy giờ nói anh thấy là như cái chuyện mà muốn làm từ thiện của em á. Thì nó là từ xưa rồi, chứ không phải là mới cái mùa corona này đâu. Dạ. Tương lai thì chắc cũng vậy nữa đúng không? Có chứ anh. Nó giống như là một cái đam mê luôn rồi. Bây giờ mà kêu cứ cắm mặt vô làm việc với máy tính, với máy móc, với gỗ này nọ, mà cứ ngày nào cái ngày đó chịu cũng được, vẫn cứ thích chạy xe ngoài đường. Đầu tiên là để thỏa mãn cái tinh thần của mình đã, mình phải vui mình mới quay về công việc được. Vậy nhưng... chạy ráp đi, không chạy, chạy xe ngoài đường ngoài thì chạy ráp nhưng không phải để cũng phải theo yêu cầu này nọ bộ đúng. Ừ. Giờ mình phải tới đón tao nha. Ừ. Mày phải trả tao đúng địa chỉ vị trí nha. Không, em không thích vậy. Em có thích muốn đi đâu đi, muốn gặp ai gặp, những người mà em gặp, những cái nơi mà em dừng lại, em thích là nó tùy duyên, chứ không phải là nằm trên màn hình à tới đây đón anh Leo nè. Tới đây đón anh Lụm nè. Ừ, tức là tiếp tục là cũng sẽ vẫn làm công việc kiểu từ thiện, nhưng mà không muốn gọi là từ thiện này. Dạ. Lâm ống hút. Đi buôn lậu. À, tức là nguyên văn là Lâm ống hút đi buôn lậu. Đúng rồi. Ủa nhưng mà tại sao ống hút trong nó lại là hút cờ chứ không phải hút tợ? Thì gốc miền Tây. Rồi gốc miền Tây với người miền Tây mà anh miền nào? Anh thì đẻ ở trên sông Bé, Bình Phước á, nhưng mà anh ở Sài Gòn lâu rồi. Còn em thì gốc gác em mà toàn với miền Tây hết, mà dân miền Tây tụi em á phát âm sao cho nó dễ nghe, dễ hiểu, giống như anh nói nặng mụn á. Ừ. Có bao giờ anh phát âm đúng là nặng mụn không? Không. Mà kiểu nó đúng chính tả là nó nặng mụn cho nó nhanh đúng không? Ừ. Thì ống hút cũng dễ chu cái mỏ ra, nói ống hút mệt lắm anh. Hút ống hút gì cho nó nhanh. Với lại nó rõ ràng thấy kêu cái chữ hút á, nó mạnh mẽ, nó dứt khoát hơn và nó cục xúc hơn không? Nó đúng với con người của em hơn. Hút. Ok, nó là em cố tình là để chuyển ra em nó ống hút. Ta biết nó là ống hút.
nhưng mà không có ai mà đọc ống hút. Nhiều khi em nghĩ như thế nè, đây là cái tên riêng của em. Ừ, em muốn đọc sao em đọc đúng không? Đúng rồi, đây là không có tên. Có bao giờ mà anh đặt cái câu hỏi cho phụ huynh của mấy bạn nói, ủa tại sao lại đặt tên con của mấy người theo cái này? Ủa tên riêng mà tên riêng nó làm sao nó kể gì? Có lý, hợp lý. Tự nhiên là bây giờ rập khuôn vào cái một cái sự vật nó quá quen thuộc là cái ống hút. Và tại sao cái lúc này cái bắt bẻ tại sao cái tên riêng là ống hút nó không giống như cái tên của cái sự vật chung là cái ống hút đâu. Được anh, ok đúng không? Giờ em muốn thôi cãi em ống hút cũng được, nói chung anh cũng kêu là ống hút thôi à. Dạ không quan trọng, quan trọng là em làm được cái gì thôi. Công nhận thấy em làm được nhiều cái mấy cái thật đó, anh cũng thích làm như em và anh nghĩ là những người mà coi cái này cũng y chang như vậy. Nhưng mà vấn đề là thích là một chuyện, người ta có sẵn sàng sắp xếp thời gian để làm được cái chuyện đó hay không nó là chuyện khác nữa. Thành ra nó là cái hay của em thật sự. Thành ra giờ anh nghĩ mình cũng có thể sắp xếp làm một cái này đi, cái này là trò chơi trò chơi này, kêu mấy bạn làm chương trình kêu mình nói này, anh nghĩ thấy cũng hay. Tức là mình thử trong khoảng 2 phút mình vẽ ông già Noel theo trí tưởng tượng của mình. Em chắc giỏi vẽ đúng không? Em vẽ trên máy. Ờ vậy giờ em vẽ trên lâu tay quá đó. Không cầm lại cái viết gì không biết có vẽ lợi anh không đây nè. Sao đâu? Ủa có giấy luôn hả? Có giấy có hết, nó nói làm chương trình mà phải phải chuẩn bị hết trơn chứ, để coi có ai dễ giống hơn hay dễ đẹp hơn. Xong rồi cái bắt đầu để cho khán giả đánh giá trong 2 phút chúng 2 phút ta mà. Sẽ vẽ ông già Noel theo trí tưởng tượng của chúng ta. 2 phút hơi lâu đó, 2 phút hơi lâu lâu nghe. Bây giờ mình chơi thử thách vượt là ba giống như thử vượt lên chính mình á, đặt mục tiêu thời gian áp lực xíu anh. Là nhiêu? 30 giây thôi. Ok 30 giây cũng được. Ok bây giờ có mọi người ai bấm đồng hồ, em bấm đồng hồ giùm anh đi. Em bấm 30 giây đi nha, là chuẩn bị kêu anh kêu làm cái là vẽ nha. Nhờ mình sẽ chuẩn bị, tôi sẽ bắt đầu chơi cuộc thi vẽ ông già Noel trong vòng 30 giây. Bắt đầu kêu 2 phút mà ở đây nói lâu quá. Ok, rồi giờ bắt đầu 30 giây. Khoan, anh nói lại cái đề giùm em coi. Cái đề là vẽ ông già Noel theo tưởng tượng của mình. Ừ, xong rồi bắt đầu coi ai vẽ đẹp hơn. Vẽ đẹp hơn hay là bựa hơn? Đẹp hơn theo như khán giả đánh giá. Ok. Chứ không phải là khán giả giờ chỉ có mấy người đang qua coi thôi. Ok. Giờ chuẩn bị nha. Rồi em kêu đi. 1. Một... Có được copy bài không anh? Không được copy bài, copy gì đó 30 giây gì. Xong rồi. Em cứ vẽ của em đi. Của anh làm em áp lực. Kìa mới có 10 giây không giờ tôi em không nổi. Quên phải bổ sung thêm chút nữa chứ. Bổ sung vô, phải có hoa văn này nọ nhìn cái Noel nha. Không ngờ chú củi á. Hết giờ. Ok. Ok, em cho người ta coi trước đi. Đây, đây là cái ông già Noel với cái mặt thái độ giống như em đang nhìn anh lúc này. Ok, lên trên đó nó đưa anh đây ông già Noel. Còn đây là ông già Noel của tôi. Các bạn thông cảm, tôi chỉ có thể trình độ của tôi tới đây là trời ơi, anh còn bonus thêm luật cái thông luôn sao? Cái đó là bởi vậy. Còn 30 giây mà anh dễ nhanh dữ vậy. Tại vì cái quan trọng nhất là gì biết không, là cái chữ ông già Noel với cây thông. Chứ còn cái hình của anh thì không có cửa nào mà nhìn ra được ông già Noel hết rồi. Đây là gọi là gì? Ingenious. Tức là đây là kỹ năng sờ lờ của anh á, biết không? Anh vẽ là không có được, nhưng mà nhìn của em thì thấy có vẻ là ra ông già Noel. Có cái dùm râu là thấy ông già Noel liền. Ông già Noel này á, là ông già Noel cái style này á, là vừa Eskimo mà vừa cả Thụy Điển nữa. Eskimo. Hay mình nói tiếng Kinh được không anh? Tức là người Eskimo đó. Style mà nhìn cái kiểu này vừa có mang tính châu Á mà vừa mang tính của châu Âu mà kiểu thần thoại Hy Lạp nữa. Mấy thầy thuốc á, thuốc phim kiếm hiệp á. Đúng, thầy thuốc phim kiếm hiệp nhưng mà tại vì nhìn nó có một cái dáng nó kiểu này giống quả đào á. Còn kiểu của anh thì ok, anh chỉ nhớ được là phải có cái mũ rồi gì, có cây thông thôi. Chứ còn không thể nào mà anh vẽ nối thêm câu chữ nữa. Đúng, phải anh sợ người ta nhận không ra đây em đồ em nên phải có cái câu gì đúng chính không? Chính xác. Anh giỏi là anh giỏi chữ nghĩa hơn là anh giỏi cái chuyện mà vẽ hình. Cho nên đây là 2 bức tranh vô cùng đáng giá, có ai muốn mua không? Toàn bộ tiền ông già Noel. Tiền bán bức tranh này sẽ được gửi cho Lâm Ống Hút để mà tặng quà cho những người những bạn trẻ Noel. Má này thêm nữa này, giá này như giá tranh này bắt đầu vừa mới lên rồi đó. Hình như mình bonus thêm vài câu chữ là tăng giá lên phải không anh? Ok, mấy đứa đây có muốn mua không? Trời, họ có muốn mua không? Cứ cười không là biết ngay là không có đứa nào muốn mua rồi. Ký tên vô anh ơi. Ký tên vô. Hỏi anh chắc khỏi ký quá, ký cái này cũng như không à. Rồi, nói vậy thôi chứ đây là một trò chơi để làm cho cái
không khí nó khác khác một chút xíu. Chứ còn thực sự anh không nghĩ là có ai mua cái của anh đâu. Của em thì hai chắc anh em mình làm bộ mua qua mua lại với nhau. Ok, vậy thì em mua đi chứ anh không có mua của em đâu. Anh dám cá, anh không có mua tranh của ai cả. Anh không có thói quen đó. Tức là nãy giờ mình cũng biết được là cái chuyện của em làm nó xuất phát từ đâu, em đã làm được cái gì. Anh nghĩ là từ cái phía của em thì chắc em thấy cũng bình thường thôi. Chuyện này ai làm không được, đúng không? Nhưng mà vấn đề là em làm chứ không ai làm hết. Đó. Giống như cái chuyện mà lúc mà mùa corona có nhiều người ta gửi tiền cho em làm á. Là tại vì có nhiều người ta cũng muốn làm nhưng mà người ta không có thời gian. Đúng rồi. Hoặc là người ta phải lo những chuyện khác. Đó là người ta mới đưa tiền cho em để mà em làm. Thì anh nghĩ cái đó nó rất là hay. Tại vì trên đời này thực sự không phải chuyện gì nó cũng dễ dàng như chúng ta nghĩ. Những chuyện của em đúng là nói ra nãy giờ mọi người nghĩ nó mà tóm gọn luôn cái câu là các bạn phát quà cho người nghèo trong mùa dịch corona thì nó rất là dễ, nhưng mà ai đối mặt được với cái chuyện là ngày nào cũng phải chọt lỗ mũi hai lần và tự chọt nữa chứ, chọt bên này chọt bên kia. Má anh nghe thôi, em có biết là nguyên một mùa dịch á anh chọt mũi biết tổng cộng bao nhiêu lần không? Không, nói sao biết. Em đếm thử, em đoán thử coi. Mỗi ngày một lần hả? Không, chỉ một lần duy nhất thôi, chỉ duy nhất một lần từ đúng tới giờ trước khi chết. Chỉ có duy nhất lần đó rồi, còn lại là anh không có chọt mũi hết. Anh không thể nào tưởng tượng được cái chuyện mà chọt mũi mà ngày nào cũng tự chọt mà hai lần hết trơn, nó rất là kinh khủng, nó không phải dễ đâu. Rồi còn đi ra ngoài mà cái xe của Lâm nữa, anh thấy là cái xe mỗi lần em chạy là cái xe đó cúp 82 chiếc màu đồng ngựa chiến của em đó, chạy bao nhiêu năm ngày nay rồi đó mà nhìn thấy nó xe nó đặt ngạt đồ luôn. Ban đầu cũng không nghĩ là nó đèo được hết bao nhiêu đồ ở đâu, nhưng mà em chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, thôi kệ gãy chỗ nào tính chỗ đó, không có gì lỗi xe khác. Nhưng mà không ngờ anh, em còn trâu. Em nghĩ là em đã trâu rồi, nó còn trâu hơn em nữa. Chưa bao giờ phải làm cái gì với nó ngoài chiếc bơm bánh xe với đổ xăng. Xe đồ của Nhật mà em. Nó xịn lắm. Đó, một cái xe mà kiểu vậy rồi chạy qua bao nhiêu con đường, chạy từ sáng tới tối cũng vậy, đâu phải dễ. Nó mệt dữ lắm á. Thành ra nhiều người ta, những người mà người ta hiểu kiểu như anh á, người ta sẽ thấy là tôi làm không được, cho nên tôi sẽ đưa tiền cho cái người làm được. Chứ không phải là theo kiểu này làm người ta cũng làm giống y chang mày kiểu đó. Nhiều khi nó cùa là phát hiện ra thằng không làm được. Nhiều lên lum la. Đó cũng là lý do vì sao tôi nói các bạn mà thấy những cái chuyện tôi đang làm á, các bạn thấy hay các bạn hãy ủng hộ thực tế, hiểu không? Tại vì người làm được mình làm không được, mình cũng muốn làm vậy. Cách tốt nhất là cứ gửi tiền cho cái người mà đang làm được, giống như em. Mà em yên tâm, anh nghĩ á, cái chuyện mà em làm từ thiện em sợ là bị sẽ dính vô những cái như sao kê chiếu mệnh gì đó. Thực sự nếu mà ở mức độ mà kiểu bằng mà mình lớn quá thì thực sự là mình cần phải có một tổ chức để mà làm cái chuyện mà thu chi đó cho nó dễ. Nhưng còn kiểu như bình thường mà làm xuất phát từ cái tâm của mình thì chắc cũng không cần phải làm đó đâu. Giống như mùa dịch thì cũng có người gửi tiền cho anh để mà anh từ thiện thì anh cũng làm, nhưng mà anh không có sao kê sao kiết gì hết trơn á đó, tại vì người ta cũng tin anh mà thực sự tiền nó cũng có nhiều hết trơn á đó. Anh vô cứ quăng tiền qua cửa sổ. Mà em biết không, trời đất ơi là trời, má nhiều khi hả anh hả, mấy năm mới đổi cái phone, mấy năm mới đổi cái phone, còn mùa dịch hả giống như là phú hộ đi vậy đó. Khổ hả, tiền khổ hả, không phải tới mức như vậy nhưng mà ý là vậy, quăng cái trăm triệu. Mấy ngày mà em đi là em giống như anh mới mô tả đó. Khổ ấy lộn, em đang mô tả giống như anh, khổ hả, tiền đây, đúng khổ hả, tiền đây, nhưng thật ra không phải. Đúng, mình tới mình sẽ nói dạ đây. Rồi mình gì chứ đâu phải theo kiểu em khiêm tốn hơn nhiều. Nhà em bán vàng, cầm tiền đỡ đi. Tại giờ vàng ai tiệm nào bán đâu mà khiêm tốn à? Tặng cái cô vậy giờ luôn. Cô vàng giờ cô không có chỗ bán. Nhà em bán vàng, cầm nhà tiền cô bán vàng đi. Không, nhà cô bán vàng lấy kim cương đeo cho nó đẹp, hiểu không? Đó. Tôi biết là cái mùa này làm ăn cũng khó. Ơi. Thì ít ra những cái như vậy nó cho thấy chúng ta đúng là những con người bản chất của mình là nhân chi sơ tính bổn thiện. Ai cũng muốn làm việc tốt hết, ngay cả những đứa mà nó hay chửi anh. Anh nghĩ là vậy, chứ giờ nó chửi anh hoài anh khổ. Ai có chửi anh nữa hả? Chửi anh nhiều lắm em ơi. Trời đất ơi, anh làm mấy clip kiểu vậy vô hả, nó chưa bấm phản động. Nó vô phản động, công an chưa bắt mày hả? Rồi có phản thiệt không? Để em báo công an luôn. Ok, báo đi. Rồi em còn gì em muốn nói với chương trình không? Em có câu hỏi nào mà em muốn anh hỏi không? Tại vì nhiều khi anh cũng không nhớ là anh phải hỏi gì, hiểu không? Anh hỏi cái em những cái câu về Noel Bụi của hiện tại, như năm nay dự định nó làm sao đi. Ok, rồi thì Noel Bụi năm nay. Má tệ tẹn quá. Diễn quá. Vậy Noel Bụi, không sao. Tại vì cái của mình nó không phải là trên đại gì trơn đó. Mình có thiệt cứ thiệt thôi. Vậy cái Noel Bụi hiện tại năm nay em tính làm gì? Và những năm sau em tính làm cái gì? Cái phương hướng phát triển của nó như thế nào để cho mọi người biết? Để có thể người ta cũng muốn, chẳng hạn như là nhận tiền hay là gì gì đó thì gửi đi đâu? Đại loại gì đó, muốn tham gia sẽ tham gia vô cái page nào mà để theo dõi thông tin. Đó, nói đi. Trời, như nãy em nói đó, mấy năm nay em buông, em không có còn làm trong
ban lãnh đạo của nên bụi rồi ở phía sau cố vấn cho mấy em nó giờ thôi, thì nghe đâu mấy năm nay mấy em nó táo bạo đi theo cái hướng khác anh, đó là không phải là liều mạng xách xe chạy ngoài đường giống như em hồi xưa nữa, mà mấy em nó tìm tới những cái trại trẻ mồ côi, những cái nơi nuôi dưỡng người già tàn tật, những cái nơi an sinh xã hội như vậy á, để tạo cho các bạn thành viên tham gia một ngày sống ở bên trong đó nó như thế nào, cùng ăn cùng uống với lại những bé những ông bà ở trong cái nơi đó luôn. Em cũng làm cũng thắc mắc, em thấy rồi chỗ bao nhiêu cái công sức bấy lâu nay tạo ra cái ấn tượng khi người ta nhắc tới nơi bụi là chạy xe ngoài đường, bây giờ tụi bay táo bạo, tụi bay đưa gói gọn nơi bụi vào trong cái máy ấm đó. Nhưng mà sau khi nghe mấy em nó giải thích thì em thấy rất là hợp lý luôn. Mấy em nói lắm, chạy xe bao lâu để gặp hết người nghèo anh, nhưng mà chính những bạn trẻ ở trong những cái trại trẻ mồ côi, những em này nọ đó cần được chia sẻ hơn. Những đứa bé, những đứa trẻ ở bên trong đó nó ít có điều kiện để chạy ra ngoài đường giống như là bao nhiêu người mà chúng ta gặp. Con bé hiện tại đang là thay thế cho em để làm trưởng ban tổ chức nên bụi. Con bé nói sau tất cả thì nó muốn cái chương trình nên bụi không bị coi là một chương trình từ thiện đơn giản, mà là một chương trình hướng tới sự phát triển của trẻ em, hướng tới con người. Cho nên bé nó mới chọn cái hướng đi vô những cái trại trẻ như thế này. Và em thấy rất là hợp lý, rất là hay luôn. Về cái hướng sau này thì em cũng chưa được rõ nữa. Em mới được con bé nó bật mí năm nay là như vậy thôi. Để em về em hỏi thêm nhỏ là mai sau dự định tương lai nên bụi nó sẽ nhắm hướng đi đâu. Còn cá nhân em á, lúc từ cái thời mà em còn làm trong ban lãnh đạo á, em dự định là còn đi ra tới Hà Nội nữa kìa, đem cái tinh thần của nên bụi nói chung, nói riêng cũng như là con người miền Nam mình nói chung, em đi bằng xe đạp đi từ đây ra ngoài mong muốn nha chứ chưa thực hiện được, là đi ra tới ngoài đó để em gặp những con người ở khắp mọi miền đất nước mình, em lắng nghe câu chuyện về cuộc đời của họ để làm một cái hành trang cho em. Khi em ra tới Hà Nội rồi, em sẽ dùng cái hành trang này để lay động được cái tấm lòng của những anh em ở ngoài Hà Nội đó, để em mong muốn có thêm một cái nôi bụi ở ngoài Hà Nội nữa. Nhưng mà do đúng ra là bây giờ làm đi rồi nè, nhưng mà do dịch nên giờ cũng còn ngồi đây. Anh nghĩ thì thực ra cũng không cần phải đạp tới đó đâu. Dạ. Gần gần quanh đây cũng có. Mà cứ làm từ từ, gần qua đây cũng được rồi. Còn page biết thông tin gì để liên hệ gì sao? Dạ có, fanpage của Noel Bụi, đọc sao ghi vậy luôn, Noel Bụi. Bụi. Dạ. Okay. Anh có biết sao Noel Bụi không? Thì ngoài đó bụi lắm. Cũng đúng. Giống như cái chương trình này cũng lấy tên là gì, Bụi Đời, Bụi Lòng gì đó đó. Thì ngay từ ban đầu em đặt tên Noel Bụi em cũng nghĩ như vậy. Nói tới Noel mọi người nghĩ tới đèn đốm, tới bạch tuyết, chú lùng, tuần lộc này nọ. Nhưng mà ngoài những cái đó ra, ở ngoài đường xá còn rất là nhiều cái Noel khác của những người nghèo, mà đối với họ chỉ xung quanh chỉ có bụi thôi. Vậy là cái page là Noel Bụi. Dạ. Có thông tin liên hệ gì là cũng ở trên đó hết. Dạ đúng rồi. Ok. Mấy bạn muốn tham gia cùng một trải nghiệm một đêm với lại Noel Bụi, hay là đi vào cùng Noel Bụi đi vào trong những cái máy ấm, những cái trại trẻ mồ côi đó, thì các bạn có thể liên hệ trên đó. Hoặc là nếu bạn nào mà có tấm lòng muốn thông qua Noel Bụi để gửi cho tới cái hoàn cảnh khó khăn thì có thể nhắn tin trên đó luôn. Có rồi, anh nghĩ khúc này thì editor sẽ bỏ vô những cái thông tin đó. Anh nghĩ nếu mà đi mà mấy cái nhà trại trẻ mồ côi hay là gì á, em kiếm mấy chỗ nào mà trước giờ ít người đi á. Dạ đúng. Đúng rồi, chứ còn mà anh mỗi lần anh nghe nói tới này, người ta hay nói tới nhớ cái chùa Kỳ Quang dĩ Gò Dấp á, chỗ đó nhiều người đi lắm đâu. Chùa đó sao em chưa nghe? Không, chỗ Kỳ Quang á, rồi chùa ở ngay Gò Dấp á, ngắm ngay khúc đó em Google nhiều người đi lắm. Dĩ nhiên không phải là mình theo kiểu nhất bên trọng giống mình, nhưng mà nhiều người đi quá rồi, kiếm những cái chỗ nào ở trong hốc bà tó đó em. Dạ đúng. Tại vì chứ đừng kiếm mình chỗ nào mà ngay mặt tiền, thiệt chỗ ngay mặt tiền ta dễ thấy lắm, giống như bán buôn vậy đó, ta thấy lắm. Kiếm chỗ nào mà những cái tu viện rồi những cái nhà dòng hay là cái gì á, cắt sơ á, bảo đảm anh nghĩ ở ngay đó là cũng có Noel nữa. Đại loại vậy. Thực ra là vô nó cũng sẽ có cái hiểu được cái không khí mà Noel thiệt. Thực ra nó ở Việt Nam, đặc biệt ở Sài Gòn mình khó có Noel thiệt lắm. Là mình đâu lạnh đâu. Đâu có tuyết mình rơi đâu. Mình chỉ có hai mùi nóng như nóng chết mẹ thôi à. Cái lại cái không khí Noel được thật sự á. Nếu mà em để ý á, ở nước ngoài á, Noel á là gia đình. Tức là ngày đó là mọi dành thời gian cho dành thời gian cho gia đình. Đúng rồi. Ở nước ngoài mà đêm Noel mà ai mà còn ở ngoài đường á là người đó rất là khổ. Dạ. Tại vì không có một gia đình để về bên nhau. Còn mình thì khác. Đêm Noel đi hết, bỏ gia đình ở nhà, má ngày nào cũng ở với bà má, chán lắm rồi, giờ ra đường thôi. Đó, thành ra không khí Noel kiểu mà đi vô trong những cái chỗ vậy thấy là hợp lý không? Dạ. Hy vọng là sẽ thành công Noel năm nay. Nếu vậy thì anh cũng sẽ cố gắng để mà tham dự. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà nhớ chích đầy đủ nha.
Được, có anh, nhớ mấy em nó báo cáo trang này... nghe mấy em nó báo cáo lại loại đặt mua trước mười mấy triệu tiền từ que test luôn, để thành viên nào tham gia là có luôn luôn có sẵn, không có để tới nước đá chân mới lo tìm que test. Này là chắc đến từ em nè. Không có, em không có can thiệp gì đâu năm nay. Cuồng ma chọc mũi. Còn gì muốn nói nữa không? Có thông điệp gì muốn nói với tất cả mọi người không? Tại anh nghĩ là chắc tới đây là chắc cũng có thể kết thúc được rồi đó. Dạ. Mình nói em chuyện cá nhân em không còn. Không, tại vì nếu mà nhiều khi em chắc em cũng nghĩ không nghĩ là em có cái gì để nói đâu. Nhưng mà xong này thì chắc cũng sẽ có nhiều người ta biết tới Noel bụi hơn. Anh hy vọng là vậy. Khán giả của anh được cái meme không? Xuất hiện vô cứ lâu lâu có nhiều người inbox anh. Tại vì anh hay có đăng là anh gửi tiền người này người nọ người kia, có người inbox anh ơi hôm bữa chỗ cần laptop, hôm bữa chỗ cần xe đạp là gì gì để gửi thêm á. Dạ. Thành ra chắc anh ơi Noel bụi đâu rồi vậy đó, nói em Google đi, trời đất ơi kêu chữ Noel bụi rồi còn hỏi nữa. Ok, thì các bạn thấy đó, con người của chúng ta thực ra nếu mà nói xác định một cái bình thường thì ai cũng giống như là những người bình thường cả. Thì Lâm ở đây cũng vậy, nhìn qua thì thấy cụ đời các kiểu này nọ gì lum la, tức là một con người bình thường thôi, nhưng điều mà bạn Lâm làm được nó rất là không bình thường chút xíu nào, không tầm thường chút nào hết, rất là phải nói là phi thường. Tại vì các bạn thử nghĩ ở trong cái mùa dịch, bản thân mình giữ sức khỏe cho mình, lo cho bản thân mình thôi mà còn nhiều khi chưa đủ nữa, mà thậm chí là ban đầu là đem đồ cho người ta là cuối cùng hết tiền luôn đó. Nhưng thực sự cái mà mình muốn là mình sẽ làm được, muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm cớ. Thành ra bạn Lâm bạn đã muốn đem tới cái cơ bản là san sẻ tình thương, san sẻ năng lượng tích cực, rồi đem đồ ăn cho những người mà thiếu ở trong cái thời corona đó, là bạn làm được thôi. Nothing is impossible, và đó chính là cái điều không tầm thường, phi thường của bạn, mà tôi nghĩ là không phải chỉ một bạn, một mình bạn làm được đâu. Các bạn nếu muốn các bạn cũng hoàn toàn có thể làm được những điều tương tự như vậy mà thôi. Và đó cũng là thông điệp của cái episode ngày hôm nay. Bình thường nhưng không tầm thường với bạn Lâm Bộ Hút. Lâm ống hút chứ không phải Lâm Bộ Hút. Và tới đây thì tôi nghĩ chúng ta có thể chia tay. Thì hy vọng các bạn sẽ tham gia coi, share mấy cái clip của chương trình Bình Thường Nhưng Không Tầm Thường. Và cũng giống như là tham gia để mà ủng hộ chương trình Noel Bụi của Lâm Ống Hút. Vậy ha. Dạ, cảm ơn các bạn nha. Nhớ theo dõi chương trình này rồi nãy giờ Lâm nói chuyện với anh Chơi Leo nha. Và dành một chút tâm tư của mình gửi gắm cho Noel Bụi. Và mong là các em nó sẽ thay thế cho những người không thể nào đi được ngoài được, để gửi đến cái tấm lòng cho những người còn khó khăn hơn chúng ta vào mùa Noel này nha. Ok, rồi. Bye bye. Hẹn gặp mọi người trong episode khác. Ta-da.